Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ Bảy ngày 8 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mong muốn của người dân Chợ Mới trong nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện. Chiến sĩ áo xanh trên mặt trận phòng chống Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Trước nhiệm kỳ mới, nhân dân, đảng viên huyện Chợ Mới kỳ vọng Ban chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, lãnh đạo đưa huyện nhà ngày càng phát triển. Sau đây là một số ý kiến, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Cả bản thân tôi và rất mọi người đều mong muốn là làm sao cái ban mới năm nay là nên phát triển mạnh hơn và tiến bộ hơn của những năm trước, là nhân dân chúng tôi cũng có nhu cầu như thế, làm sao mà đưa được đời sống nhân dân này, nền văn hóa này, rồi tất cả các ngành nghề, rồi là con em học hành này, thì tôi muốn là sang cái năm mới này là tiến bộ hơn. Là một huyện là phía nam của tỉnh Bắc Cạn, có rất nhiều tiềm lực phát triển kinh tế, có khu công nghiệp và điều kiện của nhân dân ấy. Thì nói chung là về cái mặt kinh tế cũng tương đối đồng đều, cho nên là chúng tôi muốn rằng là kỳ vọng là qua đại hội này thì huyện và khóa tới này sẽ có nhiều cái đổi mới hơn nữa. Nguyện vọng mong muốn nhất thì trong cái nhiệm kỳ tới này thì công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cái công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là cái công tác lập và điều chỉnh cái quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn làm sao cho nó phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Thì cũng mong muốn là sau kỳ đại hội đảng này thì mọi mặt về phát triển kinh tế của nông thôn cũng như là mong muốn của người dân về cái chương trình nông thôn mới nói chung cũng như là những cái phát triển mà trong từng xã nói riêng là cũng mong muốn là được quan tâm đến với lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp. Đại hội Đảng bộ huyện là sự kiện chính trị quan trọng, là sự kỳ vọng của nhân dân, gửi gắm niềm tin vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ đưa Chợ Mới phát triển vượt bậc, nâng cao kinh tế, đời sống của nhân dân. Trong tháng 7, Hội Nông dân huyện Bắc Nẵm đã giải ngân 2 dự án sử dụng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 810 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân huyện Bắc Nẵm đã phối hợp giải ngân nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh, thực hiện một dự án chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Cổ Linh với 7 hộ vay vốn, một dự án chăn nuôi trâu bò vỗ béo tại xã Cao Tân với tổng số tiền 500 triệu đồng cho 10 hộ vay. Để hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, Hội Nông dân huyện Bắc Nẵm đã thường xuyên tiến hành kiểm tra, mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi trâu bò cho các hộ dân được vay vốn. Hiện Hội Nông dân huyện Bắc Nẵm đang quản lý quỹ hỗ trợ nông dân gần 3,2 tỷ đồng, trong đó nguồn quỹ vận động tại địa phương trên 850 triệu đồng, còn lại là vốn ngân sách cấp trên 2,3 tỷ đồng. Hiện nay, Trung tâm Giáo dục Trẻ Em Khuyết tật tỉnh Bắc Cạn đang gặp nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Là cơ sở giáo dục đặc thù nên các giáo viên của trung tâm vừa phải dạy kiến thức, vừa dạy kỹ năng và đồng thời làm nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đa tật. Tuy nhiên, đa phần học sinh ở đây đều kém phát triển về trí tuệ, khả năng nghe, nói, đọc viết gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, giáo viên lại không đủ các thiết bị dạy học chuyên biệt để hỗ trợ các em. Hiện Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật đang thiếu một số thiết bị dạy học như bộ chữ dạy học sinh khiếm thị, máy đo thính lực cho học sinh khiếm thính và một số thiết bị dành cho các dạng tật. Bên cạnh đó, trung tâm cũng thiếu 2 giáo viên. Do vậy, việc giáo dục và chăm sóc trẻ không đảm bảo. Ngoài ra, cơ sở vật chất của đơn vị cũng chưa đáp ứng được công tác dạy và học ở đây. Hệ thống cửa, tường mái, cổng, nhà vệ sinh của trung tâm thời gian qua đã có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng. Trước thực trạng này, Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật đã được tỉnh hỗ trợ kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng để sửa chữa các hạng mục trên. Còn về vấn đề thiếu giáo viên, trung tâm đang tăng cường hỗ trợ lẫn nhau để khắc phục những khó khăn trước mắt.
Mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, thời gian qua rất nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa, góp sức vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay từ khi dịch bệnh xảy ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trở thành cầu nối tiếp nhận mọi sự ủng hộ, tài trợ, phân bổ theo đúng quy định cho các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Để thực hiện hiệu quả công tác này, Mặt trận Tổ quốc đã chủ động bố trí kho bãi, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác tiếp nhận, phân bổ hàng hóa, vật tư kịp thời và hiệu quả. Từ ngày 17 tháng 3 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận số tiền trên 2 tỷ đồng, 27 tạ gạo, 2.000 khẩu trang của gần 500 đơn vị cá nhân và nhà hảo tâm tham gia ủng hộ. Từ những người già, trẻ em, cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch đến cán bộ và nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đều là những tấm lòng vàng góp sức vượt qua dịch bệnh. Đây là những hành động ý nghĩa và thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhân dân toàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chuyển toàn bộ số tiền, vật chất tiếp nhận từ các tổ chức cá nhân tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh để phân bổ và sử dụng phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế hiện tại địa phương. Thưa quý vị khán giả, cuộc chiến phòng chống COVID-19 đã để lại những hình ảnh xúc động cho mọi người. Cùng với đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cũng tiên phong đi đầu, trực tiếp tham gia chống dịch. Đây thực sự là những ngày tháng không quên của họ khi trên tuyến đầu chống dịch trong thời bình. Và những ngày này, các chiến sĩ quân đội tiếp tục trong tâm thế sẵn sàng phòng chống dịch COVID-19. Nếu như đợt cách ly trước, Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh không có khu vệ sinh dành cho nữ, thì nay đơn vị đã bố trí được khu riêng, có hệ thống nóng lạnh. Cùng với đó, đơn vị củng cố doanh trại, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng đón và tiếp công dân về cách ly tập trung. Bố trí các giường nằm của công dân trong khu vực cách ly giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các giường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo. Trung đoàn 750 thì luôn làm tốt công tác chuẩn bị như giường, chiếu, nơi ăn nghỉ và các trang thiết bị phục vụ cho công dân đến cách ly cần thiết như là nhu yếu phẩm và lực lượng để tiếp nhận và phục vụ. Luôn luôn thực hiện theo cái lịch trực phân công hàng ngày trực tại cơ quan đơn vị cũng như là tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngoài cái kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận COVID, bảo đảm quân số thường xuyên tại đơn vị. Ngay từ những ngày đầu tập trung phòng chống dịch COVID-19, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã điều chỉnh bổ sung linh hoạt kế hoạch huấn luyện trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, tổ chức huấn luyện sát thực tế đơn vị, đảm bảo đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng, chất lượng tốt. Đơn vị đã tiếp nhận gần 370 công dân về cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương đạt hiệu quả. Sau một thời gian, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn tiếp tục củng cố doanh trại tại hai khu vực thuộc Trung đoàn 750, đảm bảo tiếp nhận cách ly khoảng 400 người. Bộ Chỉ huy tỉnh thì luôn luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cách ly tại hai khu vực là của Trung đoàn 750. Thì cơ quan thường trực, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên kiểm tra và quán triệt nghiêm túc các cái công văn, chỉ thị để bảo đảm sẵn sàng cách ly theo kế hoạch. Hiện nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dịch tiếp tục xuất hiện trong cộng đồng trên một số tỉnh thành trong cả nước và chưa xác định rõ nguồn gốc lây nhiễm, nguy cơ diễn biến phức tạp khó lường. Do đó, mỗi người cần nâng cao ý thức, trách nhiệm kê khai y tế, kê khai hành chính đối với các trường hợp đi công tác, nghỉ dưỡng tại vùng có dịch. Để phòng chống dịch và bảo đảm an toàn, không những quân đội mà trong cộng đồng, đề nghị là cũng phải triệt để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, mà đơn giản nhất là cái việc đeo khẩu trang hoặc những cái việc tụ tập đông người, không được ăn hàng quán cũng như là hội họp chúng ta cũng phải. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cam go quyết liệt với lời hiệu triệu mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Theo đó, cùng với đội ngũ y bác sĩ, thì lực lượng tiên phong luôn đi đầu trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19. Các chiến sĩ đang từng ngày nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn và đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương, các ban ngành liên quan, kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh xảy ra. Vừa rồi là những thông tin trong tỉnh, sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa này.